Lần này phải cho chúng nó sáng mắt ra, phải cho chúng nó biết Superstar này không chỉ là hư danh. Mirai, nghe anh nói đi. Anh bỏ ra. Anh sẽ nắm chặt em, cho tới bao giờ em chịu nghe anh nói thì thôi. Anh nói gì thì nói mau đi. Cho anh cơ hội cuối đi. Sau này á, ai mà được ba thưởng á, chắc người đó có phước lắm á. Sai em chắc là anh sẽ nhớ lắm. Đi diễn về, cái hai người ngủ khách sạn thì có chuyện gì đó tôi không biết à. Gì nói sao? Mẹ con lên cơn đau tim á. Hát lên đi, nói ra đi, bày tỏ hết nghĩ suy.